Vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Trương Thị Oanh 1986, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Đăng Ngọc 1983, trú xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ngày 10 tháng 3 năm 2019, Trần Đăng Ngọc đang ở nhà thì được một người đàn ông gọi điện hỏi mua 100 viên hồng phiến, gọi điện cho đầu mối ở thành phố Vinh để hỏi giá thì được báo là 6 triệu đồng nên Ngọc đặt mua của người này 100 viên hồng phiến. Qua thỏa thuận từ trước, đầu mối bán hồng phiến báo cho Ngọc xuống khu vực trường cao đẳng sư phạm Nghệ An rồi gọi điện thì sẽ có người đến đưa hàng đến. Khi đã di chuyển đến điểm hẹn, Ngọc gọi điện cho đầu mối thì được cho số điện thoại của Trương Thị Oanh để liên lạc. Sau khi lấy được hàng, Ngọc cầm ma túy đến khách sạn Hồng Hai thuộc xã Hương Lộc, bán cho người đàn ông gọi mua thì bị công an phát hiện, bắt giữ và tịch thu 105 viên hồng phiến. Từ lời khai của Ngọc, công an thành phố Vinh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở của Trương Thị Oanh, thu giữ 91,645 gam ma túy đá. Trong phiên xét xử, Oanh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, người phụ nữ này cho biết, cất giấu ma túy trong nhà để bán kiếm lời. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử tuyên phạt Trương Thị Oanh 17 năm tù, Nguyễn Đăng Ngọc 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Xem bài gốc tại đây.